Với hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực spa làm đẹp, tôi luôn có một giấc mơ, đó chính là giúp cho hàng triệu chị em phụ nữ Việt Nam thoát khỏi những vấn đề về sạm nám, tàn nhang, đồi mồi, giúp họ ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn và làm chủ cuộc sống của chính mình. Xin chào mọi người, tôi là Trần Thiên Lý, là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn S Beauty, chuyên sản xuất và phân phối dòng mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc Puderma. Hơn ai hết, khi tiếp xúc với hàng nghìn chị em có bệnh lý về nám, Thiên Lý thấu hiểu được những cái nỗi đau cũng như là những cái khó khăn mà các chị em gặp phải. Họ đã phải mất rất là nhiều thời gian, rất là nhiều tiền bạc để chữa trị bằng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng không đem lại được cái hiệu quả như mình mong muốn. Có rất là nhiều chị em khách hàng trong số đó đã chia sẻ với Thiên Lý rằng việc làn da bị sạm nám khiến cho họ mất cân bằng trong cuộc sống đi rất là nhiều. Nó không những ảnh hưởng về mặt nhan sắc, ngoại hình mà nó còn ảnh hưởng rất lớn đến cả mặt tâm lý. Thậm chí là có rất là nhiều gia đình phải tan nát, ly tán. Vì khi mà làn da của các chị em bị nám, họ thấy nhan sắc của họ xuống cấp ngày càng trầm trọng, khiến cho họ sinh ra mặc cảm, tự ti, ngại giao tiếp với bên ngoài và không dám cùng với chồng, con đi đến các cái bữa tiệc, bữa party, những cái nơi mà tụ họp đông người, gần như là họ sống rất là khép kín và thu mình lại. Và đó cũng là lý do khiến cho người đàn ông bên cạnh họ thường cảm thấy nhàm chán với cái hình ảnh, với cái phong cách đó của vợ mình. Những người chồng đó sẵn sàng tìm đến những cái thú vui mới lạ, dẫn đến là lục đục, đổ vỡ trong gia đình. Một số các chị em khác thì chia sẻ rằng chính vì sự tự ti về ngoại hình khiến cho họ đã bỏ lỡ đi rất là nhiều cơ hội trong cuộc sống, như là bỏ lỡ cơ hội thăng tiến trong việc trong công việc và bỏ lỡ các cái cơ hội được kết nối với nhiều mối quan hệ chất lượng khác nữa. Như các bạn biết đấy, với sự phát triển mạnh mẽ của nền khoa học công nghệ trong ngành làm đẹp, đã có rất là nhiều cái giải pháp điều trị nám xuất hiện trên thị trường, như là lăn kim, laser, đông y, chấm nám. Và mỗi một cái phương pháp đều có những cái hạn chế riêng và rất là tốn kém nhiều chi phí cho khách hàng. Đi cùng với đó, trên thị trường hiện nay thì có quá nhiều cái sản phẩm lạm dụng hóa chất làm trắng, lột tẩy bào mòn da nhanh chóng. Điều này tạo ra nhiều cái hệ lụy nghiêm trọng cho làn da cũng như là sức khỏe của khách hàng về sau. Nếu mà nhẹ thì đơn thuần có thể là nám sẽ quay lại nặng hơn. Ở cái cấp độ cao hơn thì khách hàng sẽ còn bị mắc phải các cái bệnh lý như là teo da, ung thư da và một số các cái bệnh lý ung thư khác do cơ thể bị tích tụ quá nhiều hóa chất kim loại mang lại. Và cá nhân Thiên Lý là một người con quê gốc tại Cửa Lò, Nghệ An, một cái vùng đất phải nói là có cái khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Gió Nam Lào khiến cho làn da của các chị em bị đen, sạm nám và khô cằn hơn so với rất nhiều vùng khác rất là nhiều. Đó cũng là cái điều mà khiến cho các chị em ở quê hương mình thường tìm đến các cái giải pháp làm đẹp nhanh chóng, khiến cho cái làn da của họ không những không được cải thiện, thậm chí các cái vết sạm nám ngày càng bị nặng hơn và cực kỳ khó chữa nữa. Bản thân là một người làm trong ngành làm đẹp, chứng kiến những cái vấn nạn đó, nó càng khiến cho Thiên Lý đau đáu, mong muốn sẽ được đóng góp một cái phần công sức gì đó của mình để giúp cho các chị em tại quê hương nói riêng và cho tất cả các chị em phụ nữ Việt Nam nói chung sẽ thay đổi cái thói quen làm đẹp nhanh vội. Ngoài ra thì Lý còn mong muốn các chị em sẽ có được một cái lượng kiến thức đúng đắn, cũng như là biết cách lựa chọn cho bản thân những cái dòng sản phẩm chất lượng, hiệu quả và phải đảm bảo được an toàn tuyệt đối cho sức khỏe. Đây chính là cái điều mà Thiên Lý luôn trăn trở trong suốt 10 năm qua. Có thể nói nó là ước mơ cháy bỏng, nó càng ngày càng thôi thúc mãnh liệt từ sâu bên trong mình. Thì cho đến năm 2016, Thiên Lý đã vô cùng may mắn khi có cơ duyên được gặp gỡ và làm việc với bác chủ tịch của tập đoàn mỹ phẩm Conad, một trong 3 tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất tại Hàn Quốc. Đến năm 2018 thì Thiên Lý được chính thức ký kết là cổ đông lớn của tập đoàn và cho ra đời dòng mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc mang thương hiệu Puderma. Trong suốt 3 năm qua, Thiên Lý cùng với các chuyên gia giàu kinh nghiệm của tập đoàn cũng như là các nhà khoa học của các trường đại học, của các viện nghiên cứu nổi tiếng tại Hàn Quốc đã cùng nhau nỗ lực thay đổi liên tục tới 35 lần nâng cấp mẫu khác nhau, để rồi chúng tôi đã cho ra đời một dòng sản phẩm trị nám ưng ý và đúng với tiêu chí là đạt hiệu quả cao, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe,
giá thành hợp lý cho khách hàng. Và trước khi cho ra mắt thị trường thì đã có rất là nhiều chị em được trải nghiệm cái sản phẩm này của công ty. Thiên Lý rất là bất ngờ khi mà có đến 90-95% khách hàng cảm nhận thấy được rất là rõ cái hiệu quả trị nám của mình được giảm đi từ 70-90% chỉ sau khoảng 3 tuần đến 45 ngày sử dụng sản phẩm. Và đặc biệt, bộ siêu phẩm trị nám của Puderma còn đạt được tiêu chí 60, đó là không hóa chất độc hại, không sưng đỏ đau rát, không bong tróc lột tẩy, không xâm lấn vào mòn da, không phải nghỉ dưỡng trong quá trình sử dụng. Và hơn hết, các chị em khách hàng không phải tốn quá nhiều chi phí như những dòng sản phẩm hay các phương pháp điều trị nám khác trên thị trường. Mình rất thích một câu nói: khi bạn có khát khao và tin tưởng vào một điều gì đó đủ lớn thì vũ trụ sẽ mang lại mọi nguồn lực để giúp bạn thực hiện được điều đó. Và cho đến thời điểm này, Thiên Lý vô cùng hạnh phúc, cảm thấy hài lòng thực sự với những cái kết quả mà mình và công ty đã luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt những năm qua. Để rồi, ngày hôm nay Thiên Lý được ngồi đây hào hứng để chia sẻ đến tất cả mọi người bộ siêu phẩm trị nám của Puderma, an toàn, hiệu quả tuyệt trội mà bất kỳ anh chị em nào cũng đều sử dụng được, kể cả là phụ nữ sau sinh hay đang trong thời kỳ mang thai như Thiên Lý ở đây cũng yên tâm chăm sóc cho làn da của chính mình. Hãy cùng Thiên Lý chào đón bộ siêu phẩm trị nám tuyệt vời của Puderma sẽ lộ diện trong tháng 12 này nhé.